Thưa bà con, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bà con một mô hình quây úm rất là đơn giản, hiệu quả. Sử dụng bóng úm kiểu mà sử dụng bằng cái dao như thế này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con để chúng ta có thể nắm được. Khi sử dụng chiếc bóng úm này thì chúng ta cần che đậy để làm sao mà giữ được cái quần nhện. Mỗi một bóng này chúng ta sẽ cua được 500 con. Và chúng ta cần có một bóng sáng ở bên trong để giúp cho con gà nhìn thấy thức ăn nước uống rõ hơn. Đây là đàn gà hôm nay là 2 ngày tuổi. Chúng ta sử dụng những vật liệu bằng chiếu như thế này thì sẽ giúp cho cái giữ nhiệt được tốt hơn, cũng như là cái độ thông thoáng giữa các khách khe như này, giúp cho không khí được lưu thông tốt hơn. Ở phần giữa thì chúng ta lưu ý là cần để rộng, cũng như để cho không khí được lưu thông tốt hơn. Đây là các hệ thống bóng mà chúng tôi có lắp thêm chiếc áp để điều chỉnh cái nhiệt độ như thế này. Cái chiếc áp này to nhỏ ý mình. Như vậy là cái nhiệt độ ấy, là hôm nay thời tiết cũng khoảng 20-22 độ, chúng tôi đang để ở chế độ nhỏ. Đây là chế độ mắc nhất. Được thì trong cái hôm lạnh, thời tiết sâu, và đặc biệt là những lúc gà về thì chúng ta cũng làm như vậy. Nhưng mà hôm nay là ngày 2 ngày tuổi rồi, căn cứ vào tình hình đàn gà, độ tản của đàn gà thì chúng ta sẽ điều chỉnh nhiệt. Nhiệt độ đầy đủ giúp cho đàn gà đi trong quây rất là đều 2 ngày tuổi. Đấy, cách đặt quây úm, che đậy quây úm đối với sử dụng cho bóng, loại bóng đèn úm BMT. Với nhiệt độ với quây úm như thế này thì nhiệt độ được tản đều, rất là đều trong quây. Gà con sẽ chơi rất là tự do đến tận chân quây. Bà con có thể thấy rằng gà chơi đều trong quây. Đây là một dạng bóng sử dụng sợi đèn halogen, bóng sợi đèn sử dụng sợi carbon. Với bóng này thì cho cái lượng tỏa nhiệt rất là tốt mà không đốt cháy oxy. Bóng này chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ theo ý của mình, cũng thông qua cái chiếc áp mà tôi vừa hướng dẫn cho bà con xong. Cái chiếc áp này thì các bạn to nhỏ theo ý của mình.
Đây là chuồng gà 3.000 con. Và mùa đông thì chúng tôi khuyến cáo chúng ta sẽ cố gắng úm gà cứ 500 con một quây và sử dụng một bóng như thế này thì sẽ dễ quản lý nhiệt, tránh thất thoát nhiệt, giúp cho đàn gà tăng trưởng, phát triển cũng như là ăn uống được mức tốt nhất. Việc sử dụng bóng BMT như thế này giúp cho việc quản lý nhiệt tốt cũng như là giảm được tối đa cái chi phí sử dụng điện khi mà nhiệt độ ban ngày ban đêm chênh lệch quá cao, thì chúng ta sẽ điều chỉnh thông qua bộ thiết áp. Việc chúng ta cung cấp nhiệt độ đầy đủ cho gà giai đoạn đầu rất quan trọng và quyết định đến tốc độ tăng trưởng cũng như là khả năng năng suất của toàn bộ đàn gà sau này. Việc thiếu nhiệt độ ở giai đoạn đầu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe, sức đề kháng miễn dịch và năng suất. Vâng, chúng tôi rất là mong muốn trong thời gian nữa được cùng với bà con chăn nuôi chia sẻ kinh nghiệm để làm sao chăm sóc cho đàn gà của mình trong giai đoạn đầu khởi điểm được một cách tốt nhất, cũng như là cung ứng các cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho bà con. Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt.